Chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình Ai Dám Hát. Chương trình Ai Dám Hát được phát sóng trên kênh HTV7 vào lúc 21:30 tối thứ tư hàng tuần, cùng sự đồng hành của nhãn hàng nước giải khát Mirinda thuộc công ty Suntory PepsiCo Việt Nam. Và ngay lúc này thì Huy đang đứng tại đây và Huy cảm nhận được cái sự hồi hộp cũng như là háo hức của các bạn cũng như là Huy để chờ đợi phần trình diễn của các thí sinh ngày hôm nay. Và không biết là ban giám khảo họ đang nghĩ gì? Hãy đến với họ để được biết. Kính chào quý vị, tôi là Đức Hải. Tôi được tham gia chương trình Ai Dám Hát ở vị trí là giám khảo. Thật sự là chương trình này tôi rất thích bởi vì đây là một chương trình giải trí một cách thuần túy. Các bạn tham gia cuộc chơi, mỗi bạn sẽ mang đến cho quý vị một cái cảm xúc mà chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng thư giãn, và điều đó sẽ làm cho chúng ta vợi đi những nỗi mệt nhọc hàng ngày. Xin chào Đức Hải ạ, anh có thể chia sẻ một chút gì về cảm xúc của anh khi mà chuẩn bị bắt đầu một cuộc thử thách các thí sinh? Tôi đang chờ đợi là các đội chơi sẽ đem những cảm xúc gì đến cho chúng tôi và cho khán giả. Bởi vì chương trình của chúng ta là chương trình quá đặc biệt, chương trình mang tính giải trí một cách tuyệt đối. Chính vì vậy là tôi đang mong muốn rằng các bạn thí sinh chúng ta hãy chơi hết mình, làm sao cho chúng tôi thật vui và cực đã cực vui. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Mỹ Lệ rất vui được đảm nhận một vai trò là một thành viên của ban giám khảo chương trình Ai Dám Hát. Đây là một chương trình cực kỳ hấp dẫn, sôi động và mới lạ. Và Lệ cũng rất chi là tò mò khi muốn biết tất cả các đồng nghiệp, những cái bạn nghệ sĩ, các bạn trẻ có thể vượt qua được trong chương trình này hay không. Còn chị Mỹ Lệ, hôm nay thì mình chưa biết là ai sẽ tham gia trong chương trình hôm nay, và hy vọng rằng sẽ có những cái phần thi như anh Hải nói là thật là hấp dẫn và vô cùng là độc đáo. Còn bây giờ là vị giám khảo ác nhất của cuộc thi, anh Tuấn Thành. Xin chào các bạn. Tuấn Thành rất là vui khi được mời làm giám khảo của chương trình Ai Dám Hát. Khi mà chương trình này đến với Việt Nam thì Trấn Thành đã cảm thấy rất là vui và hy vọng rằng là đừng bao giờ người ta mời mình chơi. Là tại vì sao? Thành rất là sợ những con nhỏ, con ruồi, con muỗi, con kiến, con gián, con chuột, con rắn, con rít, con sâu, con trùng, con gì cứ nhỏ lúc nhúc mà có lông là sợ, mà không có lông mà nó ướt, nó mềm, nó bò cũng sợ. May quá mình chấm, mình ngồi xem người ta sợ, có một khoái cảm rất là đã. Và thật sự ra mà nói thì đến với chương trình thì các bạn chỉ cần hát hết mình, hát hết mình, hú hết mình, và mọi người sẽ vỗ tay hết mình. Và bây giờ thì Huy biết là Huy và ban giám khảo cũng như là tất cả các bạn đã rất nóng lòng rồi, đang rất là muốn gặp các thí sinh rồi. Và các thí sinh ngày hôm nay họ sẽ hát ra sao, họ sẽ chơi ra sao, và đặc biệt họ là ai? Hãy hướng mắt về màn hình. Hi, xin chào các bạn, mình là Minh Thi. Xin chào tất cả các bạn, mình là Tiến Việt. Mình là thí sinh vừa rời khỏi cuộc thi Việt Nam Idol. Trong cuộc sống thì Thuy sợ rất nhiều thứ: chuột, dán, tóc, đồ cao. Mình sợ chuột, mình sợ dán, mình sợ tòa nhà cao tầng đứng sướng nhìn, mình sợ biển, mình sợ núi. Nói chung là rất nhiều thứ. Đến với chương trình này thì mình cảm thấy hơi lo lắng. Từ hôm qua là tay cứ run như này. Bản thân mình là người rất là muốn mạo hiểm, nên ra là mình dàn đăng ký. Hai chị em đều nhát gan thì chạy qua các thử thách như thế nào? Những chú gà con. Xin chào những chú gà con. Các bạn đã có nghe qua sơ về chương trình ngày hôm nay chưa? Chương trình Ai Dám Hát. Chút, các bạn có cảm thấy run không? Rất là run. Các bạn không nên run. Bởi vì cuộc thi chúng ta là một cuộc thi giải trí, và các bạn hãy nên thả lỏng người để hòa theo những thử thách của chương trình, được không? Bọn mình sẽ cố gắng. Và đối thủ ngày hôm nay của các bạn, hãy hướng mắt về màn hình. Xin chào quý vị và các bạn, mình là Quang Hòa. Mình đến với game show Ai Dám Hát. Đội mình mang tên là Vui Là Chính. Hi, Kim Dung xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Kim Dung đến với chương trình Ai Dám Hát này, Kim Dung cảm thấy cũng rất là hồi hộp, cảm thấy rất là hào hứng. Một phần là Kim Dung không biết nó sẽ xảy ra như thế nào. Kim Dung thì không sợ rắn rết hay là chuột hay là bất cứ một cái gì đó, nhưng mà Kim Dung sợ nhất là dơ. Và hôm nay Quang Hòa đến với game show Ai Dám Hát để thử thách xem là mình sợ những cái gì.
và những thử thách đón chờ Hòa. Hòa đang rất là hồi hộp. Xin chào hai bạn. Như đội những chú gà con đã chia sẻ thì họ rất là run sợ trước những thử thách của chương trình. Không biết hai bạn như thế nào? Thật sự mà cảm nghĩ của Kim Dung và Quang Hòa đến đây là chơi hết mình và rất là vui, không có gì mà phải run sợ hết. Hy vọng là sẽ chiến thắng. Huy nghĩ là bạn đã rất là sẵn sàng rồi. Và trước khi đến với những thử thách của chương trình, Huy xin được phổ biến luật chơi. Chúng ta không phải là một cuộc thi hát thông thường, mà các bạn phải vừa hoàn thành bài hát của mình với những thử thách mà chương trình đưa ra. Và lưu ý, trong quá trình các bạn vượt qua những thử thách đó, các bạn không được ngừng hát dưới bất kỳ lý do nào. Các bạn rõ chưa? Và đội nào có màn trình diễn sôi động hơn, ấn tượng hơn, được khán giả đánh giá cao hơn, được ban giám khảo bình chọn nhiều hơn, sẽ là đội chiến thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ có cuộc đối đầu giữa hai đồ là Idol và Model. Thí sinh đầu tiên, tiếng Việt Idol. Chào mừng các bạn trở lại với Ai Dám Hát Cùng Tiếng Việt. Thí sinh đầu tiên ở tiếng Việt này, bạn có cảm giác khó chịu khi có ai đó mà kìm cặp mình không? Điều khiển mình như con rối không? Có. Hồi bé mà bố mẹ mà bắt mình làm gì mình cũng rất là khó chịu. Và phần thi của bạn là mang tên Con Rối. Nhưng bạn sẽ không thi một mình, chúng tôi sẽ có một người trợ giúp cho bạn. Và xin mời người bạn trợ giúp cho bạn, bé Rối. Bạn này không có bé đâu anh. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ cái rum một cái sẵn sàng nè. 1, 2, 3. Vô. Rồi. Và bạn bây giờ và Rối đã là một. Huy sẽ tặng bạn thêm một món đồ khuyến mãi để thưởng thức những món quà của mình. Đó là một cái cặp kính bơi. Bây giờ hãy đến với Con Rối tiếng Việt và âm nhạc bắt đầu. Tiếng nói mà đâu đã còn vang khắp phòng. Lúc nói bao nụ hôn tựa mãi trên môi. Vẫn khát bên em còn mang người. Đang cho em thôi, rằng anh chỉ có em thôi. Rồi anh ơi, chạy đi là anh quên. Từng giây phút lại một tuần trôi qua. Vậy ngay anh nhớ trời dài còn xanh nắng, anh ngồi nghe hôm nào mình bên nhau say đắm sau ngày mới quên để rồi hay từng ngày anh nhớ Sài Gòn đẹp rực rỡ sau mùa nắng em ngồi anh yêu. Đừng nghe anh có. Hát đi em ơi! Hát lớn lên! Chưa hát. Chưa hát anh. Từ từ. Anh ơi! Từ từ. Ngày 24 anh nhớ em. Mời bạn di chuyển lên đây. Tiếng Việt ơi, em còn hát được tiếng Việt không? Dạ. Còn nhớ cách nói tiếng Việt không? Em dạ. Tên gì? Dạ, em tên tiếng Việt ạ. Mừng quá. Em vẫn còn tỉnh táo. Dễ thương quá. Nói chung bạn rất là dễ thương. Bạn tham gia chương trình với một cái tư thế rất là vô tư. Bài hát của bạn rất hay mặc dù tôi không nghe cái gì cả. Nói chung là vậy. Anh, chị Mỹ Lệ sao ạ? Chị thì thấy quá tội cho Tiến Việt.
thực sự mà nói ngồi đây mình chỉ thấy thương quá. Nãy giờ không nghe bạn hát cái gì. Tức là bạn không hát ra được cái gì. Thì thực sự là bạn ú ớ mà đâu nghe được hát cái gì. Thế nhưng mà thế này. Có em vẫn hát ra lời. Em nó vào đây nó thi cái chương trình này, em nó biết là nó dấn thân, nó biết là sẽ đương đầu với những khó khăn thử thách, cần phải thương em nhỉ. Mình chấp nhận mà đúng không em? Thế cho nên là tôi thấy là em làm rất là vui, ai cũng vui, vui vì sự ú ớ của em. Nói chung là đáng yêu, đáng yêu. Thế là em đạt được mục đích rồi. Xin cảm ơn Tiến Việt và xin cảm ơn sự ú ớ từ ban giám khảo dành cho bạn. Và chuẩn bị đến với phần tiếp theo của nhóm Vui Là Chính. Chúng ta hãy cùng nhau nghỉ giải lao trong giây lát. Chào mừng các bạn trở lại với Ai Dám Hát và thí sinh của đội Vui Là Chính, Kim Dung. Bạn đã từng bao giờ có gọi là cái muốn thử thách mình ở những trò chơi cảm giác là mạnh chưa? Chẳng hạn như là tàu lượn siêu tốc hay là vòng quay trên cao? Thật sự mà nói thì hồi nhỏ thì Kim Dung có đi đầm sen á, được các cô chú dẫn đi chơi, được lộn vòng như thế, nhưng mà chưa có cảm giác mà tự một mình nằm trên một miếng tròn mà có thể quay tròn chắc chịu không nổi quá. Và bây giờ không biết là Dung đã sẵn sàng chưa? Thật sự Kim Dung cũng đã sẵn sàng. Xin mời người hỗ trợ, một tràng pháo tay cổ vũ cho Kim Dung ạ. Và bây giờ Kim Dung và âm nhạc. Lặng yên nghe con tim với yêu thương đậm xanh như trời vơi, dẫu như đây là mơ, xin cho tôi dừng chân phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, vẫn khi đây là mơ cho tôi. Bạn phải hát, tiếp tục hát. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm nhớ. Những mơ xin cho tôi những thơ là mơ, dừng chân phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, dẫu yêu thương là mơ. Không phải anh thương không nói lẽ lời. Nói lên hạnh phúc chào dâng cao trào điều hết tôi cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin và cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Oh my god. Hay quá em ơi. Chào bạn. Huy lấy em mượn cái show Huy. Một cái điều đáng để em hát hay. Em là người mẫu mà em hát hay. Em hát nốt cao với tới mà hát thoải mái mà vui tươi, không ngừng hát nha. Ai làm gì làm không ngừng hát, nhưng mà anh thấy em được. Nói chung là dễ thương. Ôi, chị thì cảm giác như là đang nghe Uyên Linh hát ấy. Giọng rất là ấm áp. Mà sau khi nghe Kim Dung hát xong rồi thì có lẽ là bạn nên người đẹp hát đi. Bây giờ em tưởng tượng em thu đĩa rồi em chụp hình cái bìa đĩa em là cái hình này nè. Em hiểu không? Là cái đĩa tròn như vậy, là cái em nằm lên vậy đó, em nằm lên như vậy nè đó. Tóm lại là hôm nay là có một sự phát hiện. Tôi đang nói là cả nước biết em xinh đẹp rồi, bỗng dưng hôm nay cả nước biết em có chất giọng quá đẹp mà đến mức độ mà chị Mỹ Lệ còn bàng hoàng. Và anh tin chắc rằng là sau đây là chị Mỹ Lệ sẽ có trách nhiệm với em trong cái việc là dạy dỗ và hát hò ra làm sao, đúng không? Đúng rồi. Bấm chuông đấy. Cảm ơn ban giám khảo một lần nữa. Và trước khi đến với phần dự thi tiếp theo thì chúng ta sẽ dành ít phút cho
nghỉ ngơi. Chào mừng các bạn trở lại với Ai Dám Hát. Và đây là một phần thi song ca của hai thí sinh đến từ hai đội Vui Là Chính và Những Chú Gà. Và bây giờ thì Huy sẽ phép mời hai bạn vào đây. Còn nước đâu? Trời ơi. Hết hồn. Trò chơi của chúng ta có mang tên là Bồn Tắm Băng Giá. Không vui thế nào nhỉ? Ok, bây giờ thì hai bạn đã sẵn sàng để chuẩn bị đến với thử thách này chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng ạ. Và một lần nữa xin nói rõ lại luật chơi. Hai bạn phải luôn luôn hát, luôn luôn hát và không được ngừng hát với bất cứ lý do gì. Xin mời người hỗ trợ. Ok chưa? Gì đây ạ? Bình tĩnh. Hai bên đã chuẩn bị chưa? Ôi cắm lợn ạ. Đừng nhìn, đừng thắc mắc. Rồi sẵn sàng nha. Quét lên cái lấy hơn. Và âm nhạc bắt đầu. Phải luôn luôn hát nha, phải luôn luôn hát. Mặc cho những sự việc xung quanh đang diễn ra như thế nào. Đây hưởng thụ bùng bùng. Tấm hồn mát lắm, tấm hồn. Giữa thân xe đầy xe, mà tôi mong mơ thân tiên. Trong cho anh nắng nắng mới ấm áp của tình bạn thân. Quá thân rồi đó. Hát nói lên nào. Giữa thân xe đầy xe, đàn ca hôn tôi nghe lòng. Biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Người trao niềm tin, đưa bàn tay đến trái cho tìm mình. Hát đi thôi, tạm hát. Bắt đầu rồi, hát. Còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi không trong trái tim này. Để đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này. Để lúc qua có đến mãi có nhau trong đời. Luôn luôn hát. Ngày xưa thân em hôn nhiên, là tôi mong mơ thân tiên. Trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phượng rơi đầy sân. Ôi chuyện gì đấy? Đàn ca hôn tôi nhớ lắm. Biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người ta yêu tin, đưa hết trái tim mình, trái tim yêu tạm biệt và một người ta. Ta còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này. Về cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này. Từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Quá mát. Để cả còn mãi cho bạn cho tôi, bình yêu còn mãi trong trái tim này. Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này. Chúng mù hoài còn đẹp mãi có nhau trong đời. Mù hoa
trao nhau còn đẹp mãi. Cho bạn, cho còn mai bao nhiêu trong đời rồi. Các bạn cho các bạn quá đáng yêu. Mà các bạn giống như cho con một cái bộ phim á, giống như kêu món súp tôm dâm ra, cái tự nhiên bên này ăn cay mà sướng quá, trời ơi cay tôi ngon quá, còn bên này ai ai ôi ôi cao quá ta. Đó là mê dễ sợ. Cái cảm giác nó đã lắm. Chứ còn qua ngoài rất là tôi rất là bình tĩnh mà hát cũng rất hay, giọng hát cực kỳ hay mà bình tĩnh vậy nè. Còn em gọi nó đáng yêu quá. Trời ơi dễ thương quá thì. Đã có mấy phần thi đã trôi qua mà thấy này nhá. Chị cảnh báo cho cái đội gọi là gà con. Nói chung là đội người mẫu lấn lướt các bạn nhiều quá đấy. À, và... không, riêng cái phần này nói thiệt anh chị Mỹ Lệ, tại vì chị không, thương cái người hát hay còn không. Tôi thích người ta hay à, thiệt á. Không em, chị thấy hát vừa hay mà vừa vững mà coi như là bạn rất là lý trí. Hay tất cả mọi thứ đổ ập lên người bạn nhưng bạn vẫn cứ bình tĩnh bạn hát. Phải công nhận là bạn. Về chuyện này ấy, thì các bạn đừng có hoang mang, bởi vì là tiêu chí chấm ở đây không phải là hát hay mà thắng đâu. Cho nên chị Mỹ Lệ, chị em khen là khen là... vậy thôi. Em ca sĩ mà. À vâng, à, vâng. À, em hay là chỉ quan là... trọng nhất là giọng hát. Chỉ là một tiêu chí dạ, thôi dạ. Còn tôi và anh Chiến Thành thấy rằng là làm sao đem lại cảm xúc và vui cho mọi người. Anh ơi, mọi người cảm thấy thoải mái có đúng không các bạn? Không, 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 không. Thế. Nhưng mà cho em nên này, cho em ý kiến của tôi là thế này à? Chưa, đây là chương trình chị nói xong rồi hát. Đến lượt tôi nói. Mâu thuẫn, mâu thuẫn. Ai dám hát anh ạ? Thế cho nên. Thế mà bạn ấy vẫn dám hát. Vâng. Vấn đề đây là sự can đảm. Em vẫn dám hát mà chị. Nhưng mà nói về Quang Hòa cũng đừng có tuổi thân, đừng. Thật ra bạn rất là đáng yêu, thiệt. Rất là hay nhưng mà tôi thích bên kia hơn. Trời ơi. Thành. Chị hiểu vì sao em thích bên kia rồi. Ờ, trời ơi, nó vui quá à. Chúng ta hãy cùng nhau nghĩ là ít phút để đến với phần thi tiếp theo. À chúc mừng, dễ thương. Chào mừng các bạn quay trở lại với Ai Dám Hát cùng Minh Thùy. À, bạn cũng đã đeo cái bộ phận gọi là tăng cơ. Tăng Huy, ừ, Huy xin tặng bạn luôn cái bộ phận của Huy, không sao đâu. Một món quà bất ngờ từ người hỗ trợ. Minh Thùy nè, trong cuộc sống thì chúng ta có gặp rất là nhiều những khó khăn. Bạn có nghĩ là bạn là một cô gái kiên cường mạnh mẽ không? Mạnh mẽ thì có. Có. Vậy bây giờ thì chương trình cũng như là Huy sẽ thử độ mạnh mẽ của bạn bằng công việc pha chế. À, yeah. Rất nhẹ nhàng. Huy làm mẫu là bây giờ mình sẽ đứng ở đây và cầm cái ly này, bỏ đá vào. Đó, sau đó đóng lại. Qua bên nước này. Bạn có thể là có những vị khách đang ở kia đang đợi mình rót nước vào, bạn rót vào đây, đó. Bạn đóng lại, bạn lắc. Lắc đều, bạn vừa lắc bạn vừa đi. Bạn đi qua cầu thang này, đó, tung tăng bay nhảy, đó. Sau đó. Lúc sau nào mình sẽ chết? Đây. Hả? Thời điểm nào mình sẽ chết? Không, không. Sau đó bạn đổ nước vào đây. Đó, xong. Rất là đơn giản, trời ơi. Công việc này là đòi hỏi bạn kiên trì hơn ai và kiên cường như thế nào. Ok. Rất là đơn giản, bạn sẵn sàng chưa? Sao? Có cần khởi động không? Ok. Minh Thùy và âm nhạc bắt đầu. Hãy nhớ tôi luôn hỗ trợ bạn. Làm luôn hả? Uống nước gì? Cam. Hẹn hò hoài, sao anh không về với em? Ở nơi ấy, anh đang phải nghĩ lắc. Gì? Phải lắc, nắm đầu. Nhớ em hay anh đã quên? Làm em bối rồi. Vừa lắc vừa đi. Oh. Hẹn hò mãi, sao anh vẫn ở bên anh? Để em cứ ngóng
trong tối ngày. Chuyện là thế sao đâu, em lại chết mới yêu anh mà thôi. Tiếp tục uống gì kia áng mây trời bay. Đây bay nước bay này, pha nước này, pha nước này. Phải lắc sông sông cứ trôi về. Phải lắc mạnh lên, làm mạnh lên. Nơi xa vời vời. Bên kia. Trôi mãi để rồi xa mãi. Đã biết nước mây nhợt nhớ vẫn yêu như ngày. Đã biết ơi, như sông chạy xuôi vẫn thương. Thương vậy thôi. Đã biết anh như mây nhận nhớ. Bốn loại. Ngày xưa đã biết anh phải như sông chạy xuôi vẫn thương. Rồi, lắc mạnh lên. Thương vậy thôi. Rồi, vô. Yeah, đã bao hết rồi gì? Ôi đau quá mẹ ơi! Đau! Bốn loại. Biết anh như mây nhận nhớ vẫn yêu như ngày xưa. Và ta đã biết anh như sông chảy xuôi vẫn thương. Thương quay thôi. Đã biết anh như mây nhận nhớ vẫn yêu như ngày xưa. Đã biết anh như sông chạy xuôi vẫn thương. Thương vậy thôi. Đâu nữa đây? Thương vậy thôi à? Minh Thùy dễ thương lắm luôn á. Minh Thùy á, làm cái bài này là một cái bài hát giàu cảm xúc nhất. Em có thể trong cái bài này, một cái bài khoảng mấy phút thôi, người ta có thể thấy là em giằng xé đàn ông như thế nào. Ai yêu em sẽ bóp như thế nào. Toàn biết anh như mày nè. Vậy xui mà thương vậy thôi. Muốn gì nữa, thương vậy thôi. Đã lắm em là tuyệt vời. Em cảm ơn. Có những cái biểu cảm của Thùy ấy, nó rất kỳ lạ và nó có hồn lắm. Rất có hồn, là em đay nghiến cả cái người mà muốn uống nước của em đấy. Đấy. Có một chi tiết rất là đắt giá đấy, đúng không? Em có nhớ không? Thế là một cái điều thứ hai nữa là thật sự ấy, con trai mà chơi trò chơi này còn phải khóc cơ chứ đừng nói là con gái. Em vậy mà em vượt qua được, phải nói là em cực kỳ dũng cảm. Chị thì hồi nãy giờ không hiểu chuyện gì mà bạn cứ hát vừa lâu là hứ một cái xong. Đã biết anh như mây ngẩn ngơ vẫn chơi như vậy thôi, chị làm hết hồn. Nhưng mà em vẫn tuyệt vời, hát hay. Hay. Vâng, hay. Thế mới là á con idol chứ đúng không Thành? Đúng không ạ? À? Yeah. Xin cảm ơn những phần nhận xét của ban giám khảo. Xin cảm ơn bạn rất nhiều đã nhiệt tình chơi. Và trước khi đến với phần sau của chương trình, hãy đến với ít phút quảng cáo. Chào mừng các bạn trở lại với Ai Dám Hát. Anh Đức Hải hơi quá khích. Đây là chúng tôi đáp lại lời chào và hình ảnh mà các bạn đã dành cho chúng tôi. Rất là hoạt hình. Vâng, anh Quang Hòa này, nhắc đến tên của đội anh là Vui Là Chính. Thì không biết là sau khi anh đã tham gia vào Bồn Tắm Băng Giá thì anh còn thấy nó có vui không? Vui thì là rất vui rồi đấy, nhưng mà mình hiện tại mình cảm thấy cái gì dòng nước ấy cứ chảy trong người này. Anh có bao giờ mường tượng đâu mình sẽ đứng trên một cái đỉnh cao, một ngọn núi và hát vang không? Hát lớn lên cho thỏa nỗi lòng. Đấy chắc là cũng ước mơ của Hòa đấy. Đây, em tặng anh một kính bảo hộ. Sao đeo kính này trông nghi nhỉ, không biết làm gì đây? Để thực hiện ước mơ của mình ngay tại đây. Và nhiệm vụ của anh rất là đơn giản, chỉ việc đứng đó và hát hết. Và bây giờ anh đã sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, sẵn sàng. Rồi, âm nhạc bắt đầu. Hãy
chia tay nhau rồi, phải không em? Dù cho con tim anh luôn còn mãi lời yêu em, biết dành cho em chỉ còn hàng phường vĩ kia tươi mát, lặng lẽ ngơ ngác bên nhau. Mình xa nhau rồi, phải không em ơi? Sang quá, sang quá. Dù cho con tim anh còn muốn nói lời yêu em, biết bao kỷ niệm với bao vui buồn, lâu tháng ngày, bao ước mơ ngày mai, còn đâu nữa khi mình xa nhau. Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca, hòa trong con tim ta nhịp yêu thương thắm nồng. Giờ đây chia xa làm con tim nát tan. Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, ta xa nhau lòng ta vẫn có nhau. Thời gian sao trôi mau để ta luôn nhớ về một người yêu nơi xa, lòng chợt dâng nỗi thương nhớ năm nào. Cái ngọn núi này hơi bị đầy nắng và đầy gió, mưa bão bùng ấy, khó có thể mà lãng mạn có thể hát trước ngọn núi được. Sau 2 phút cao trào của bài hát thì anh cảm nhận lúc này là có muốn là trở đi một nơi mà nó giống vậy để mình ca hát không, làm một MV giống vậy không? Thôi ạ, à, em xin ạ. À. Cho em xin. À. Phải chúc mừng cho Quang Hòa đã vừa có được một MV để đời đẹp nhất từ xưa đến giờ. À. Bạn không thấy được từ góc độ này đâu, đèn chiếu vào, mưa nó xuống. Tôi nhìn bạn như Hồ Ngọc Hà đó. Chứ phải là Quang Hòa nữa thiệt. Khi bạn kết thúc cái trò chơi của bạn thì bạn lại hiện hình y như là một nàng tiên cá. Đúng. Đấy. Bơi. Đấy. Cá bầy, dòi mắt cá. Cá long lanh, óng ánh. Và cá luôn luôn đớp mồi. Đó. Bạn đã đem lại chúng tôi những cảm xúc rất là dễ thương và lạ lùng. Không ạ. Mà cái điều mà khen ngợi bạn là bạn hát hay và bạn rất là giữ cái phong độ của mình, bạn không có để cho mọi thứ nó chi phối. Xin cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo. Xin cảm ơn anh Quang Hòa. Và tiếp mục tiếp theo, phần dự thi tiếp theo là một phần song ca. Và trước khi đến với phần dự thi tiếp theo, hãy nghỉ giải lao trong ít phút. Chào mừng các bạn quay trở lại Ai Dám Hát. Và tiết mục này là một phần tiết mục song ca. Chương trình của chúng tôi mang đến đây một giải cát màu xanh mang tên là Con Đường Màu Xanh. Ở dưới đó có gì không? Và ở mỗi ô của Con Đường Màu Xanh này các bạn có thể thấy có 5 ô. Và mỗi ô là một món quà bất ngờ. Và bây giờ xin mời hai bạn hỗ trợ. Không cần đâu. Sẵn sàng chưa? Để tớ tự giác nha, không được đẩy. 1, 2, 3, mình ve cái vô nha. 1, 2, 3. Yeah. Sao ve nhỏ vậy? Còn bây giờ âm nhạc bắt đầu và đi nào. Gặp anh đêm ấy làm lòng mình như cây dại, từ trong mốc giây biết anh đã đi từ lúc này. Và anh đã đến với em nồng say. Nào em có hay lúc không còn yêu đau lòng thế này. Anh đã biết cho yêu, em yêu xin mà, xin mà. Và em đã đây. Chưa muốn
lại rơi trên đôi hàng mi cay. Cần một vòng tay em cứ ngồi say say. Tình mình còn đây nhưng anh đổi thay. Không thương, anh không nhớ, anh không cần trái tim em. Điều buồn lại rơi đôi môi lại run lên. Cần một nụ hôn cho ta nó chênh bên. Cái gì á? Em muốn em chơi em cũng không yêu anh. Không nắng ấm một ngày dường như quá dài. Anh muốn đi nắng không còn vương lên người trước thềm. Lặng im không nói nói với em một câu. Trời ơi từ đôi mắt sâu cho tụi em nhìn lại lúc đầu. Anh đã yêu, dấu yêu hôm nào. Đâu 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 nào mà chỉ biết yêu buồn lại rơi trên đôi hàng mi cay. Cần một vòng tay yên anh ngồi say say. Mình còn đây nhưng anh được thay. Không thương, anh không nhớ, anh không cần trái tim em. Một cuộc hôn cho ta lòng trên bên. Tình mình còn chưa anh không còn yêu em. Nhưng anh có thể vẫn còn trái tim em. Vì em đã quá yêu anh. Trời ơi. Trời ơi. Sợ luôn, chấp luôn. Trời ơi em. Nè nè, cái bạn sinh nhật áo đỏ ở nước nào về vậy? À, mục đích bạn xuống trái đất là cái gì? Dạ em xuống trái đất để yêu. À! em xuống trái đất để em yêu động vật cái anh. Minh Thùy cá tính rất rõ ràng, bạn sợ cái gì, bạn yêu cái gì, và khi bạn vượt qua cái nỗi sợ hãi của bạn, tất cả đều được làm một cách rất là rõ ràng. Và hôm nay tôi lại biết thêm một cô mẫu chân dài là Kim Dung, quá là gan dạ, rất là bình tĩnh, bạn không có sợ một cái gì hết trơn á, thành thử ra nói chung hai bạn rất là đáng khâm phục. Mỗi bạn có một cái vẻ dễ thương khác nhau. Đúng, đúng, đúng. Một bên thì rất là dễ thương đáng yêu, làm cái gì cũng thấy đáng yêu, một bên thì quá dũng cảm, một cô gái mà quá can đảm. Với cá nhân tôi là tôi cho hai người này bằng điểm nhau luôn. Đúng, đúng rồi. Nếu ở tiết mục này, bởi đúng. Lẽ là mỗi người có một sắc thái rất riêng. Đúng, đúng, đúng không? Em đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Đồng ý với nhau không? Đồng ý. Đồng ý. Yeah, hòa thuận, hòa thuận. Hòa thuận. Cả nhà vui, cả nhà vui. Xin cảm ơn ban giám khảo và chúng ta hãy đến với phần rất quan trọng của ngày hôm nay. Đó chính là phần bình chọn của khán giả. Hãy đến với bình chọn khán giả sau ít phút nữa. Và bây giờ là một phần rất quan trọng, đó là phần bình chọn của khán giả tại trường quay. Các bạn đang cầm trên tay hai lá phiếu cũng giống như Huy, là lá phiếu màu xanh lá cây tượng trưng cho đội những chú gà con gồm Tiến Việt và Minh Thùy. Và lá phiếu còn lại màu cam tượng trưng cho đội vui là chính gồm Quang Hòa và Kim Dung. Các bạn sẽ được bình chọn cho một đội mình yêu thích và hãy giữ lá phiếu đó bỏ vào thùng phiếu của ban tổ chức. Bây giờ là khoảng thời gian cho các bạn bình chọn, xin mời. Cảm ơn quay lại Ai Dám Hát. Và trên tay tôi lúc này đang là kết quả. Kết quả này dựa trên số phiếu bình chọn của khán giả ngay tại trường quay và dựa trên đánh giá của ba vị giám khảo. Các bạn, mỗi một đội là một cái màu sắc khác nhau. Một đội á, là các bạn đảm bảo về được về cái mặt gọi là mặt chuyên môn đi ha, là các bạn hát rất là tốt, các bạn rất là cừ khôi, các bạn vượt qua thử thách. Rồi một cái đội á,
nó họ không vượt qua là không đúng, họ cũng vượt qua, nhưng có một cái là họ vượt qua một cách rất là giải trí. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, Huy xin được công bố số phiếu trước. Đội cam Vui là chính, hai thành viên Quang Hòa và Kim Dung với số phiếu là 23 phiếu. Còn đội xanh, Minh Huy và Tiến Việt, những chú gà con, các bạn nhận được 39 phiếu bầu. Và đây là phần quan trọng, phần này là phần riêng của các ban giám khảo. Và họ đã dành ra 2 phiếu cho đội những chú gà con và 1 phiếu cho Vui là chính. Và xin chúc mừng đội những chú gà con, các bạn sẽ được thi tiếp một vòng thi đặc biệt nữa. Vâng, xin cảm ơn đội Vui là chính rất nhiều. Xin mời rất nhiều. Cảm ơn hai bạn. Và một lần nữa xin chúc mừng đội những chú gà con, các bạn là người chiến thắng. Và các bạn sẽ phải tham gia vào một thử thách cuối cùng của chúng tôi. Đó chính là vòng tròn chiến thắng. Và luật chơi như sau: hai bạn trụ trên vòng tròn đó và không được đỡ nhau, không được vịn vào nhau. Và khi các bạn một trong hai người ngã xuống phải lập tức đứng dậy. Và đồng hồ chỉ ngừng lại khi người cuối cùng văng ra khỏi vòng tròn. Và lưu ý là điểm số chỉ bắt đầu tính khi các bạn cất tiếng hát đầu tiên. Và bây giờ các bạn hãy đến với vòng tròn chiến thắng. Các bạn đã sẵn sàng. Và âm nhạc bắt đầu. Ôi chết rồi. Anh ngồi đây một mình, thời gian trôi vắng lặng với nỗi nhớ em đầy vơi, với những tháng năm rồi bời đợi chờ chi, dường như màn mưa rằng thầm muốn nói với em về một giấc mơ hoang đường, về em với anh của ngày sau mình đã mất nhau, nào có biết đâu đợi chờ nhau. Để giờ đây tình đã quét nhau, còn anh với đêm không đợi chờ em nhau. Ra. Nhớ em nơi xa vời, khuất xa nơi tiền hơn cả cười. Ta đây chỉ mẹ em ơi, cái em phải 5 triệu không? Đây là 5 mời, triệu. Mời Tiến Việt đứng dậy. 5 triệu à? Các bạn à, 50 triệu. Rất tốt. Minh Thùy ơi, 5 triệu chứ không phải là 5 tỷ đâu. Em bằng... bị quay chóng mặt quá em nhìn nhầm. 5 triệu không phải là 5 tỷ. Bằng 2 tháng lương của chị Thùy. Và chúc mừng hai bạn. Số tiền thưởng hai bạn nhận được là 5.422.400 đồng. Và các bạn, xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã mang đến cho chúng tôi những giây phút thử thách thật là nhiều niềm vui, thật nhiều bất ngờ. Và chương trình số sau sẽ được diễn ra vào lúc 21:30 tối thứ tư trên kênh HTV7. Bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.